thần tài tới tận nhà ban lộc bốn con giáp trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 âm lịch tài lộc bùng nổ gặp may thoát khổ giàu hơn chúng số ăn tết giàu to chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông à, quý vị thân mến cổ nhân có câu mệnh là do mình tạo phúc thì tự mình cầu số mệnh do chính mình tạo ra may mắn không phải là tự nhiên mà có mà do chính mình tích lũy từ lâu mà nên ở trên thế gian này thì mỗi một cuộc sống may mắn thuận lợi tốt đẹp là cái điều mà ai cũng mong cầu à thế nhưng cái điều này nó lại hoàn toàn phụ thuộc vào cái phúc báo của mỗi người có người cả đời được ưu ái no đủ hạnh phúc có người làm việc chăm chỉ nhưng vẫn vất vả long đong đận đận có những người thì những tưởng sống trong phú quý giàu sang nhưng đến cuối đời thì lại phải sống trong cảnh nghèo nàn tán ra bại sản Nghèo khổ nó bùa vây à, Trong cuộc sống này may mắn hạnh phúc Không từ trên trời rơi xuống Mà do chính chúng ta tích lũy Từ những cái hành động của mình mỗi ngày Muốn có được cái vận mệnh tốt Khi mà về già Thì bản thân mỗi ngày cần phải tự cố gắng Sống hành thiện tích đức Tu dưỡng cái bản thân Thì phước báo sẽ tự tìm đến Sự nghiệp thì được thăng hoa Cuộc sống cũng thập toàn thập mỹ Cổ nhân có câu Muốn biết quá khứ hay là tương lai của một người Chỉ cần nhìn vào những cái điều mà người ấy đang nhận Hoặc là đang làm ở hiện tại Là có thể biết được Đấy. Cái điều này nó cho thấy rằng Những cái việc chúng ta đang làm và đang nhận trong hiện tại Đều bắt nguồn từ cái nhân đã trồng cho quá khứ Và trong 12 con giáp Thì có một số ít người nhờ vào cái đức năng thắng số Và gặp được cái vận may đổi đời giàu sang vô đối trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư thì chúng ta sẽ có bốn con giáp sẽ thay đổi một cách bất ngờ vượt bậc trong cái sự nghiệp cuộc sống lẫn về tiền bạc danh vọng của họ thì đều thay đổi chóng mặt một bước trở thành đại gia đây chính là những con giáp được thần tài để mắt ban cho cái cơ hội hốt vàng hốt bạc dù có những trông gai những khó khăn đến đâu ấy thì bắt đầu trong 3 ngày tới Từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 âm lịch Thì cũng sẽ đánh bay cái vận hạn Và lộc lá bất ngờ nó ập đến Tiền bạc chất ngập ghét Khiến cho người người nhà nhà đều phải ngưỡng mộ Vậy cái vận trình của bốn con giáp này sẽ ra sao Và làm thế nào để tận dụng được cái vận may đổi đời như ý Xin mời quý vị và các bạn cùng từ thông phân tích về vận hạn của bốn con giáp may mắn ngay sau đây À, thưa quý vị, đầu tiên xin được chúc mừng đến những người tuổi, những người tuổi thân. Những người tuổi thân là một trong con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư. À, thưa quý vị, nói chung ấy trong 3 ngày tới thì những người tuổi thân sẽ được sự che chở của quý nhân, tâm trạng của những người tuổi thân được cải thiện đáng kể. Lúc này thì sẽ giúp bạn đối diện với các vấn đề trong cuộc sống bằng cái thái độ hợp lý hơn, thực tế hơn. À thêm nữa công việc cũng có nhiều quý nhân te chở giúp đỡ. À, quý nhân nhiều, chăm sự sẽ được thuận lợi hanh thông, cái sự nghiệp sẽ bước vào cái giai đoạn tiến triển ổn định. Đấy có cơ hội thăng tiến cao trong công việc. À, các bạn chỉ cần chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Ấy. À bên cạnh đó thì các mối quan hệ với đồng nghiệp, với cấp trên, với bạn bè và đối tác cũng hài hòa tạo điều kiện thuận lợi để cái sự nghiệp có những cái bước tiến nhảy vọt. À thêm nữa, trong thời gian này lại được quý nhân lục hợp cũng như là các 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 quý nhân nó che chở, nó giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi thân ấy biết nhìn xa trông rộng hơn, sẵn sàng nhường nhịn ai đó nếu mà có tranh cãi xảy ra. Do đó, à, nếu mà các bạn không nóng vội bày tỏ ý kiến cá nhân của mình ấy, kiên nhẫn lắng nghe nhiều hơn. À, cái cục diện lục hợp nó cũng che chở, nó cho thấy cái đời sống tình cảm của những người tuổi thân ấy, trong thời gian này cũng dễ tìm được những người bạn đời như ý với những người độc thân à, khiến cho các bạn không phải suy nghĩ chăn trở về những cái chuyện đã qua à, gia chủ tuổi thân luôn hướng tới cái tương lai tốt đẹp hơn à, trong thời gian này thì các bạn cần giữ cái thái độ cái lý trí tỉnh táo để đưa ra những cái lựa chọn phù hợp hơn à, thêm nữa à, quý nhân che chở giúp đỡ nên là cũng sẽ giúp cho cái sức khỏe của những người tuổi thân trong thời gian này cũng khá là lý tưởng Rồi dào cả về thể lực lẫn về tinh thần Không gặp trục trặc nào quá nghiêm trọng Tinh thần mà được thoải mái thì cũng là một trong những cái yếu tố quyết định đến cái sức khỏe của các bạn Dù công việc có áp lực hay là khó khăn bộn bề đến mấy Bản mệnh cũng đừng để ảnh hưởng đến cái lối sống sinh hoạt của mình Đó. Vì thế để gia tăng thêm cái sức khỏe mang lại cái may mắn và tài lộc Thì những người tuổi thân lại luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hóa giải những xung sát những thị phi những hạn tiểu nhân hãm hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc cũng sẽ ồn ồn cao đến vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là từ ngày 19 tháng 12 âm lịch đến ngày 21 tháng 12 âm lịch, nó sẽ rơi vào ngày 29 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, đó là con giáp đầu tiên. Tiếp theo trong 3 ngày tới, con giáp may mắn thứ hai mà chúng ta phải kể đến không ai khác, đó chính là những người tuổi Sửu. À thưa quý vị, Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi Sửu được quý nhân phù trợ giúp đỡ, được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Nên cái vận trình công việc sự nghiệp thì có nhiều cái biến đổi theo cái chiều hướng tích cực. Đấy. Cái vận quý nhân của các bạn trong thời gian này cũng khá là vượng. Đi đâu thì cũng được người yêu, kẻ mến. Cái điều này nó rất có lợi cho những người tuổi Sửu mà đang có ý định chuyển đổi công việc hay là gì, thay đổi cái môi trường làm việc mới. Với cái sự hậu thuẫn của quý nhân thì những người tuổi sửu sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện để phát triển. Nói chung ấy, bước sang 3 ngày tới, cái phương diện tài lộc của những người tuổi sửu cũng có những cái khởi sắc nhất định. Nhờ có được cái tài tinh nó chiếu mệnh nên là những người làm ăn kinh doanh sẽ có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền hơn những người làm công ăn lương. Tình hình buôn bán trong cái thời gian này cũng để rất khả quan vì là cái dịp cuối năm ý, cái dịp giáp Tết nên là cái nhu cầu mua sắm gia tăng mạnh mẽ. Quý vị cũng cần phải nắm bắt lấy cái cơ hội này để thay đổi cái vận mệnh của mình để kiếm được một khoản tiền lớn để ăn Tết được giàu to. À, trong thời gian này thì cái doanh thu của những người tuổi Sửu nó cũng sẽ tăng vọt đấy. À, nhưng mà gì nó cũng có những cái dấu hiệu tăng tiến và vẫn còn được tăng trưởng nữa từ giờ đến cuối năm. Đấy. Cái tín hiệu tốt đẹp về chuyện tình duyên nó cũng sẽ xuất hiện trong thời gian này do gì được cái cắt tàu hoa tinh nó nó hỗ trợ những người độc thân thì có thể tìm được cái cơ hội tình cảm làm mới cái mối quan hệ, à, lại thêm được cục diện ngũ hành tương sinh nên là gì? Nó cũng hỗ trợ cái vận trình nó diễn ra được suôn sẻ thuận lợi. Sức khỏe của những người tuổi tuổi sửu cũng sẽ được cải thiện. Nhiều người sẽ được chữa bệnh khỏi và gì chuẩn bị về ăn tết của gia đình. À, thưa quý vị và để gia tăng thì cái may mắn cái tài lộc cho những người tuổi sửu ấy thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của giá chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xỉu. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo trong 3 ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư, con giáp may mắn thứ ba mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị đó chính là những người tuổi dậu À, quý vị thân mến trong 3 ngày tới thì những người tuổi dậu có thiên ấn nó giúp đỡ nó giúp những người tuổi dậu dám đối đầu với khó khăn khi mà các bạn hoàn toàn tin tưởng vào cái năng lực của mình lúc này thì bản mệnh cũng nên chú ý đến các kế hoạch liên quan đến công việc đến sự di chuyển với cái sự giúp đỡ của quý nhân này, của thần tài mà đời sống tình cảm đời sống tinh thần cũng như là cái công việc của những người tuổi dậu ấy cũng sẽ được hanh thông thuận lợi và được suôn sẻ hơn bao giờ hết À, những người độc thân thì trong thời gian này cũng gặp được nhiều cái may mắn trong cái chuyện tình duyên. Đấy. À, bên cạnh đó, những người làm công ăn lương, những người làm buôn bán kinh doanh thì cũng được lộc về tay. Đặc biệt trong dịp cuối năm này, à, quý vị sẽ có nhiều cái cơ hội để trở mình trở nên giàu có. Buôn bán kinh doanh thì lời lãi và làm việc gì cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Thành công sẽ ở đến ngay bên cạnh những người rời rộng. À, tuy nhiên, à, tiếc rằng với những người tuổi dậu trong 3 ngày tới thì không được ngũ hành nó ủng hộ đấy nó khiến cho cái vận trình tình cảm đấy đôi khi ấy, nó bị dối ren bị bức xúc đấy à, nói chung ấy những người tuổi dậu trong thời gian này thì quý vị cũng nên là gì chia sẻ với những người thân với bạn đời của mình đấy đây là cái khoảng thời gian để các bạn gì trân trọng và có thể là gì hòa giải và tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp ở bên nhau thì ngoài ra ấy, cái quan hệ xã hội trong thời gian này thì cũng có xu hướng phát triển rực rỡ à, nên quý vị cũng phải hạn chế cái thái độ quá nhiệt tình đối với đồng nghiệp với đối tác tránh để những hiểu lầm nó phát sinh và để gia tăng thêm cái may mắn gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi dậu ấy thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi rộng. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong 3 ngày tới thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi mão. Thưa quý vị, nói chung vậy trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư tức là từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 âm lịch. Đó, thì những người tuổi mão được thực thần ghé thăm Đấy, thực thần sẽ mang lại cho những người tuổi mão một cái tâm trí sáng suốt các bạn có xu hướng sắp xếp lại cái quá khứ và giải quyết những cái chuyện đã qua bên cạnh đó các bạn cần bình tĩnh để đánh giá hiện tại và lập ra những kế hoạch thuận lợi trong tương lai à, thêm nữa lại được cái thực thần người các thăm nó cũng báo hiệu là trong cái thời gian cuối năm này quý vị cũng có lộc ăn uống Có lộc ăn uống lộc chơi bài và cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là cái vận may nó đầy mình vì thế những người tuổi những người tuổi mão ấy cần phải nắm bắt cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình. À, thêm nữa những người tuổi mão ấy thì lại có thực thần để ghé thăm trong thời gian này nó cũng báo hiệu đây là một cái thời gian để quý vị có thể thu thu được cái tài lộc với những người làm ăn tự do với những người làm buôn bán kinh doanh ấy, thì sẽ càng có lợi hơn. À, bên cạnh đó lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh nó mang tới cái vận may trong sự nghiệp về tài lộc của những người tuổi mão. Những người đi làm công sở sẽ nhận được cái sự tin tưởng của đồng nghiệp và của cấp trên. Những người thất nghiệp thì có vận may tìm được công việc phù hợp. Đó. Và đặc biệt trong dịp Tết này những cái công việc nó không thiếu quý vị trí gần gì, chăm chỉ một chút là gì lại có dư giả tiền tiêu. Đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên à, quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Đó là con giáp may mắn thứ tư Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm mà chúng ta phải kể đến trong chương trình ngày hôm nay Thì không ai khác đó chính là những người tuổi ngọ à, Quý vị thân mến trong 3 ngày tới Thứ hai thứ ba thứ 4 đó, Nói chung với những người tuổi ngọ sẽ được thần tài ghé thăm nó mang tới những cái tin vui về tài chính, về tiền bạc với những người tuổi ngọ. À, giúp cho những người tuổi ngọ có thêm thu nhập, nhiều người thì mua sắm thêm được cái tài sản thu về cái lãi suất đáng kể. Có người lại được người thân giúp đỡ về mặt tiền bạc, thậm chí được hỗ trợ cho các bạn mà không cần đền đáp trả lại. Nói chung trong thời gian này thì cái công việc của những người tuổi Ngọ càng là trở nên thuận lợi hơn, may mắn hơn. Các bạn đang có nhiều cái lợi thế nhưng vẫn chăm chỉ, cần mẫn. Nhờ thế mà các bạn có khả năng thăng tiến nhiều hơn và nhận được cái sự khen ngợi từ cấp trên hay là từ đồng nghiệp bên cạnh đó, lại được cái cục diện tam hội nó đưa đường chỉ lối. Nó sẽ giúp cho những người tuổi ngọ có cơ hội giao tiếp nhiều hơn với mọi người. Cái điều này nó có lợi cho bản thân, giúp các bạn học hành, khám phá và thu nạp thêm được những cái kiến thức mới. Đời sống hôn nhân thì hạnh phúc, vợ chồng thì hòa hợp, có sự cảm thông và chia sẻ thì việc gì cũng có thể giải quyết một cách ổn thỏa với những người tuổi ngọ. À trong 3 ngày tới thì cái vận đào hoa của những người tuổi ngọ còn độc thân ấy thì cũng vừa nhân cơ hội này thì quý vị có thể tìm cho mình những cái đối tượng phù hợp còn với những người đã từng bị tổn thương trong tình yêu trong quá khứ thì đây cũng là cái dịp tốt để mở rộng trái tim đón nhận cái tình cảm mới quý vị hãy cho đi và sẽ nhận lại được những cái điều xứng đáng thuộc về mình à, bên cạnh đó các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng à, có thể tính đến cái chuyện về ra mắt hai bên hoặc là tính đến cái chuyện kết hôn yêu quá lâu trong thời gian dài có thể gây ra sự nhàm chán vậy nên quý vị hãy tìm cách thăng cấp cái mối quan hệ này lên để gì có được cái tình yêu bền vững và để gia tăng thêm cái may mắn cũng như là để giữ gìn hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh ngộ thân quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc hạnh phúc trọn đời cho những người tuổi tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ năm Tiếp theo con sách may mắn thứ 6 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay thì đó chính là những người tuổi mùi. À, thưa quý vị, nói chung những người tuổi mùi trong thời gian này được cắt tinh tương trợ giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi mùi làm gì cũng cần phải cẩn trọng. Cân nhắc theo sau, quý vị hãy suy nghĩ cho bản thân, tránh những cái tình huống mạo hiểm thiếu sáng suốt. Bên cạnh đó, các bạn cần phải xác định được những cái áp lực tiềm ẩn đằng sau mỗi cái lựa chọn của mình mà cân nhắc từ cái quan điểm khách quan nhất. À, trong cái thời gian 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư thì được tam hội nó cho ghé thăm nó cũng sẽ cho phép những người tuổi Mùi tìm ra cái hướng đi mới cho cá nhân điều chỉnh lại cái kế hoạch giao tiếp và thể hiện bản thân một cách tốt hơn à, gia chủ nên chú ý đến các mối quan hệ với đồng nghiệp với cấp trên để có được cái sự hỗ trợ khi mà đối diện với cái hoàn cảnh khó khăn À, thêm nữa, lại được cục diện ngũ hành tương sinh, nó cho thấy là sức khỏe của những người tuổi mùi trong thời gian này cũng khá là tốt, giúp bản thân tràn đầy cái năng lượng, cái sự tích cực này cũng sẽ giúp cho các bạn có cái sức lan tỏa trong cuộc sống. Nhờ thế mà những người xung quanh cũng sẽ dần dần tốt lên. Đó, vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng học quý nhân. Nó giúp mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 6 con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư Và trong 3 ngày tới chúng ta có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Tiền bạc thì chất đống, đó là những tuổi sau một là những người tuổi thân, hai tuổi xíu, ba tuổi dậu, bốn tuổi mão, năm tuổi ngọ và sáu là những người tuổi tuổi mùi. đó là sáu con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, tiền bạc thì chất đống, chặt két. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.